Nếu bị lộ thân phận, hai người sẽ có thể phải mất mạng. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, và đó là nhiệm vụ của chúng ta. Jake. Tiền trao múc cháo. Con ranh, chết bố. Gọi bố mày tới đây. Ra đâu giả? Má! Kêu hết anh em địa điểm đó đi. Nguy rồi. Triển khai phương án B. Bằng cùng Vũ đưa đồ giả. Tất cả là tao. Tao chỉ quan tâm đến kết quả. Chúng mày giao dịch thất bại. Lấy lại hàng và tiền về đây cho tao. Làm tốt lắm. Bọn cặn bã Lương Sơn dám đối đầu với ta. Mang con bé về sới đi. Tha cho tôi. Hơi ngấy. Bằng chứng về chuyên án, tôi sẽ thu thập rồi gửi về. Làm tốt lắm, hãy cẩn thận. Đại ca, nội gián báo về, bọn khủng vũ chuẩn bị đưa hàng về sới. Hay lắm, cơ hội trả thù của tao đây rồi. Gió mùa đông bắc bắt đầu về. Bố mày chờ ngày này lâu rồi. Huy lệnh gái, anh sao vậy? Hình như... Để tôi đi trước mở đường. Chúng mày không cần nấp nữa đâu. Giỏi lắm. Mò được tận đến đây, bọn Lương Sơn tụi bay mũi cũng thính đấy. Thằng khốn, hôm bữa chơi tao, nay tao cho mày khóc không thành tiếng. Miệng kiếp! Chết đi thằng khốn! À, mày đâu rồi? Nguy rồi. Nguy rồi. Hết đạn rồi. Chim gãy cánh rồi kìa.
Tao thích ăn bằng tay. Pháp Y Hạ, lần này hỏng việc rồi. Trong băng chắc chắn có nội gián. Trong băng chắc chắn có nội gián. Lại bọn Lương Sơn chết tiệt. Tao quyết không đội trời chung. Con hàng đây rồi. Đại ca sao vậy? Thằng khốn Huy lệnh gầy, tao nhất định sẽ lấy mạng mày. Đi. Boss, lấy lại được tiền về chưa? Túi tiền tạm thời chưa, nhưng đã cướp được con hàng từ băng cuồng vũ. Thả tôi ra! Imo! Chết! Muốn sống thì làm boss tao vui vào. Boss, con hàng này giờ tính sao? Cho về mấy quán trên địa bàn của ta làm tay vị. Rõ. Cất hàng nóng đi, tránh sự chú ý của cơm. Rõ. Đại ca. Chậm mấy tháng rồi. Gửi chú. Liệu hồn ấy. Tiền. Biết điều đấy. Anh. Good. Bọn mày về băng trước đi. Tôi nghe. Con tin đang nằm trong tay băng Lương Sơn. Nhiệm vụ ưu tiên trước mắt là phải giải cứu nạn nhân. Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm. Nhớ mặc thường phục để tránh đánh rắn động cỏ. Tôi hiểu rồi. Nhanh chân. Ê, sẵn có con méo. Anh em tranh thủ vui vẻ cái nha. Yeah. Phải đấy, ý kiến này xứng đáng giải Oscar. Nghe cũng trôi đấy. Má chúng mày, định qua mặt boss à? Ra, bọn em không dám nữa. Dẫn nó về quán. Ra đây ca. Cút. Hành động. Rõ. Bọn mày này, muốn gì? Giao con em vài biến hoặc cả lũ chúng mày nằm viện. Má này. Nó lại chưa biết chất của Lương Sơn. Trời. Chiếm hết địa bàn băng cuồng vũ cho tao. Chơi nó. Mời cô theo tôi. Xin hãy tha cho tôi. Từ giờ cô an toàn rồi.
tôi là đội trưởng. Kia chính là tham tử Sên Lốc Huy, nằm vùng trong cùng Vũ. Đưa cô ấy tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Rõ. Sau vụ này, mọi mũi giáo của Lương Sơn đều sẽ hướng về anh. Sẽ thực sự nguy hiểm. Tôi nghĩ đã đến lúc phải rút khỏi vụ này. Hiện tại chưa phải lúc. Tôi cần thêm thời gian để triệt phá hoàn toàn hai băng nhóm này. Nhưng... anh biết Sê Lốc Huy cứng đầu thế nào rồi mà. Hai cái người này. Boss! Con Hải bị cướp mất rồi! Là bọn nào? Là bọn nào? Quả trang phục thì chắc chắn là Cuồng Vũ. Lại là thằng khốn Huy lệnh gáy. Để một thằng nhãi nhép làm hỏng việc của tao, mang xác nó về đây. Còn không, cả lũ chúng mày nằm mòm. Tập trung hết anh em cho tao. Vâng đại ca. Đừng lo sợ gì cả, tôi và mọi người ở đây sẽ bảo vệ cô. Cảm ơn anh. Nạn nhân đã đồng ý làm nhân chứng. Đã đến lúc lật mặt, truy quét toàn bộ băng nhóm xã hội đen rồi. Trời sinh chung, sao còn sinh Huy? Mày, thằng cặn bã! Mày, thằng cặn bã! Chuyên làm hỏng việc của tao! Ta chấp nhận lời đầu hàng của ngươi. Mày đang làm cái chó gì vậy? Tôi đọc sách để bình tĩnh nói chuyện với mấy thằng ngu. À! Và luyện võ để mấy thằng ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi. Mó, nghe cái văn của thằng này tao thấy ngứa tai thế. Nói nhiều làm chó gì? Chơi đâu đại ca? Khoan! Các hảo hán, nhiều chọi một, chơi vậy không đẹp. Giết hết cho tao! Chị Đại, nội gián báo về Huy lệnh gáy bị cả băng Lương Sơn truy sát, nhưng lại có thêm những kẻ làm mặt giúp sức. Rất có thể hắn chính là nội gián. Yeah! Cái giá của việc làm tao ngứa tai đấy. Đã bớt ngứa tai chưa? Mày cũng chỉ là thằng giang hồ cặn bã, lấy tư cách gì mà lên mặt với tao? Thám tử Sê Lốc Huy, bỏ tao ra. Vậy đủ tư cách chưa? Thì ra mày, mày là nội gián. Đến lúc hành động rồi. Gió đã thổi đến rừng, lập tức truy bắt hai tên trùm của băng Lương Sơn và Cuồng Vũ. Thân phận của chúng ta đã lộ, chắc chắn bọn chúng đã biết. Tôi sẽ có cách. Anh định về đó một mình sao? Sẽ rất nguy hiểm. Phải đấy, để tôi cùng lực lượng hỗ trợ.
phải vào hang mới bắt sống được cọp. Tất cả địa bàn đều đã bị cớm vây bắt. Mày, chính mày là nội gián. Mày nói dối không biết ngượng mồm à? Mọi phi vụ của Cuồng Vũ chẳng phải trước giờ đều do mày tuồn sang Lương Sơn hay sao? Thằng khốn, mày nói thế là ý gì? Mày chính là nội gián. Thằng chó, tao giết mày. Đứa nào phản tao đều phải chết. Boss, mau rời khỏi đây. Tới nơi rồi. Đây là nơi nào? Nơi phục kích của cớm. Tôi chính là nội gián. Thằng khốn, mày dám? Sao lại không? Trò này hay phết. Thằng khốn! Ra đây đây! Phiền cô, tôi không ra tay với phụ nữ. Thôi chậm, nhanh đưa lên quấn dây. Đi. Nếu chưa chấp nhận điều gì đó xảy đến với mình, có nghĩa là bạn vẫn chưa chấp nhận nhân quả. Tôi cần hỗ trợ. Tôi đến ngay. Cớm chết tiệt. Trời nào mà. Chuẩn bị thuyền vượt biên sang Cam. Cuộc chơi kết thúc rồi. Bỏ tao ra. Chúc mừng chuyên án thành công. Giờ đi ăn lẩu thôi.